Ừ. Mẹ ơi. Hả? Mẹ ơi, cuối cùng mẹ đã tỉnh lại rồi. Hay quá, hay quá. Em ơi, em không sao chứ? Mau, đứng dậy, chúng ta tiếp tục bỏ chạy nào. Không, không. Em theo hai cha con chỉ là gánh nặng thôi. Hai người hãy mau nhanh chóng chạy trước đi. Em sẽ ngăn bọn chúng lại. Nhưng mà đi đi, đừng nhân nhị gì cả. Em sẽ không chết đâu. Rồi em sẽ đi tìm hai cha con sau. Hãy bảo vệ con của chúng ta. Chạy đi. Được rồi, em phải bảo trọng. Con ơi, mau chạy theo cha nào. Chào các bạn, tôi là một chiến binh TV vô mình bị hư hỏng bởi vì loài của chúng tôi đang gặp một chuyện kinh hoàng. Đó chính là lũ quái vật bồn cầu đang xâm lược và giết sạch hết những đồng loại khác của chúng tôi. Tôi đã liều mạng đưa chồng và con của tôi thoát khỏi thành phố. Nhưng lũ quái vật bồn cầu vẫn bám sát theo đuôi, bắt buộc tôi phải liều mạng ở lại giữ chân bọn chúng. Thì ra bọn mày định chạy hướng này, định trốn mà, không dễ dàng như vậy đâu. Tụi bay, mau lục tụng cả khu rừng này, tìm những tên TV Man còn sót. Sau khi tôi bị đánh bại lần nữa và bị bắt giữ, bọn chúng đã đem tôi tới một nơi nào đó. Trời đất ơi, đây là bãi tha ma mà. Sao nhiều xác TV Man đồng loại của chúng tôi ta kia. Họ là TV Man nhà khoa học. Hay quá. Thì ra ông ấy nằm ở đây. Này, hãy tỉnh dậy đi. Thế giới của chúng ta đang cần sự cứu giúp của ông đó. Này, nhà khoa học. Tôi không để cho ông chết dễ dàng như vậy đâu. Là một TV Woman à? Sao cô vẫn còn ở đây? Tôi vì muốn bảo vệ chồng con của mình nên bị bọn chúng bắt trở về bãi thây ma này. Làm ơn đi, nghĩ cách cứu thành phố của chúng ta. Không kịp nữa rồi. Tất cả những TV Man nhà khoa học đã bị bọn chúng ép khai ra toàn bộ bí mật công nghệ của chúng ta hết rồi. Nhưng Khoa, có một công nghệ trên một cơ thể máy móc khổng lồ mà loại TV Man chúng ta từng tìm kiếm cách đây mấy năm, chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện nó. Hãy đi tìm nó, khởi động bộ máy trong cơ thể của nó đi, sẽ giúp ích cho cô. Nghe những lời trăn trối của TV Man nhà khoa học, tôi cũng nhanh chóng lên đường chạy khắp lãnh địa của loại TV Man, tìm kiếm thứ robot khổng lồ mà họ đang nghiên cứu gian dở. Cuối cùng, sau bao nhiêu cực khổ, luồn lách, ẩn nấp, tôi cũng phát hiện được nó. Nhưng có vẻ như nó đã bị tháo rời ra. Hả? Đằng kia vẫn còn một động cơ của nó kìa. Được rồi, nhanh chóng tới khởi động thứ đó. Coi thử những nhà khoa học TV Man suốt mấy năm qua họ đã nghiên cứu và chế tạo thành thứ gì. Tôi nhanh chóng cũng khởi động thứ động cơ này. Nó rất khó nổ, nhưng khi nó khởi động, nó đã phân ra vô vàn mảnh. Sau đó những mảnh này bay xung quanh tôi rồi lắp ghép thành một thực thể khổng lồ bao quanh tôi. Chết tiệt, vẫn còn TV Man còn sống kìa. Mau giết chết nó đi. Hả? Hay quá. Công nghệ thứ máy móc robot khổng lồ kia thật là lợi hại. Được rồi, mình sẽ sử dụng công nghệ này đi tiêu diệt lũ quái vật bồn cầu, đánh đuổi bọn chúng ra khỏi thế giới của mình. Mẹ kiếp, nhìn kìa, sao lại có một tên tai tình TV Man quái dị xuất hiện thế kia? Cấm mồm, lũ khốn, ta không phải là tai tình TV Man, mà ta là một tai tình TV vô mình sắt thép. Ta tới đây để đánh đuổi lũ chúng mày ra khỏi thế giới TV Man của bọn ta. Chỉ với một mình ngươi thôi hay sao? Thật nực cười, cả giống loại của các ngươi đã bị loài quái vật buồn cầu quân đội chúng ta xóa sổ hết. Chủ thể của các ngươi đã bị bọn ta cho phanh da xẻ thịt luôn. Ra vậy, toàn bộ công nghệ tiên tiến hiện đại của các ngươi đã bị bọn ta chiếm sạch. Thậm chí bọn ta còn dựa trên những công nghệ của các ngươi để tạo ra thứ robot chiến đấu không người lái nữa kìa. Cố lên, sản phẩm thí nghiệm sắp hoàn thành rồi. Cái gì? Cái lũ đáng ghét này, các ngươi dùng chính
công nghệ trí tuệ của bọn ta để giết chết xâm lược bọn ta. Vậy thì hôm nay ta sẽ liều cái mạng này cho các ngươi chết chung luôn, để loài quái vật các ngươi khỏi phải làm càng làm bậy. Ngươi muốn chết thì bọn ta sẽ cho ngươi chết. Hả? Sao thứ đây mạnh thế này? Lũ đáng ghét, các ngươi chết không ai thương tiếc đâu. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nhanh chóng tới chỗ thứ máy móc mà bọn chúng chế tạo ra, phá hủy thứ đó. Nếu không, để bọn chúng tiếp tục phát triển thì thế giới của chúng tôi sẽ lâm nguy mất. Nhưng khi lại gần thứ máy móc này thì nó tự nhiên khởi động. Nó đã quay qua đối đầu với tôi. Trời đất quỷ thần ơi, nó rất mạnh, thật sự quá khủng khiếp. Đây chỉ là bản thử nghiệm thôi mà đã kinh hoàng như thế này rồi. Nếu bọn chúng phát triển bản hoàn diện rồi sản xuất ra hoàn lọt thì chắc chắn lần TV Man sẽ bị tiệt chủng luôn cho bà coi. Nhanh lên, nhanh lên, tôi phải phá hủy bằng được đó. Chết đi, chết đi. Sao thứ này cứng dữ vậy? Dường như thứ chết tiệt này được sản xuất và nghiên cứu dựa trên nền tảng của thứ robot mà tôi vừa khởi động một động cơ của nó hồi nãy. Rốt cuộc đến bây giờ tôi vẫn chưa biết thứ robot đó là gì nữa. Hả? Nó phát nổ rồi. Đây, đây, chiếc bình TV Phu Minh, con có làm sao không? Có làm sao không? Không được, không được. Tôi sẽ không để cho cô chết đâu. Thời gian của chúng ta vẫn cần những chiến binh mạnh mẽ như cô. Nhưng mà bây giờ làm cách nào để giải cứu cô ấy đây? Người của cô ấy được bao bọc bằng thứ sắt thép động cơ của con robot gọi là Mecha Godzilla này. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mình cứu cô ấy từ bên trong không được thì mình sẽ phân rã cơ thể của Mecha Godzilla kia lắp vào người của cậu ấy, dùng sung điện đến một lần nữa khởi động lại nó. Chắc chắn nó sẽ hồi phục được cô ấy. Được rồi, được rồi, tôi bước tiếp theo thôi. Hãy sẵn sàng chưa cô gái? Đến lúc tỉnh dậy thôi nào. Này, lũ quái vật bồ câu, mau cút ra hết khỏi thành phố của loài tí quý bên bọn ta. Nếu các ngươi không chịu đi, hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Cái gì xuất hiện ở đằng kia vậy? Không thể nào, sao lại có một thứ máy móc TV Man to lớn thế kia? Chết tiệt, mau tới đó giết chết nó đi, chiếm lấy công nghệ sức mạnh của nó. Lũ rác rưởi các ngươi mãi mãi sẽ không có được công nghệ này đâu. Để ta nói cho các ngươi biết, chính thứ cơ thể robot máy móc mà các ngươi đã bỏ qua một cách lãng phí thế kia là sức mạnh của quái vật phóng xạ Mecha Godzilla trước đây cho con người sáng tạo ra và được bọn ta tìm thấy. Những nhà khoa học TV Man tiếp tục phát triển nó và thích ứng lên người của bọn ta như thế này đây. Cái gì chứ? Thứ sắt thép vô dụng đó là Mecha Godzilla hay sao? Đáng ghét, mau trả lại cho bọn ta. Bọn ta cần sức mạnh đó để tiếp tục sản xuất robot hàng loạt. Trả cho các ngươi à? Các ngươi không còn thời gian tồn tại trên cõi đời này nữa đâu, nên không cần phải sáng chế gì cả. Để lục xuống địa ngục hết đi, lục khốn kiếp. Chết tiệt, chết tiệt, mau chạy thôi, chạy thôi, không sống rồi. Cuối cùng, thành phố của mình đã được giải thoát.